Chào mọi người. Như thường lệ thì hôm nay em lại lấy đồ. Mọi người xem có xe vẫn nào thì liên hệ nhé. Số điện thoại 0349 653 147. Đầu tiên là lên mấy cái chỉnh lý cửa. Số 1. Số 1 260.000. Số 2. Số 2 250.000. Số 3. Số 3 250.000. Số 4. Số 4 250.000. Số 5. Số 5 250.000. Số 6. Cái này dài 18 phần 5 lý. Số 6 170.000. Số 7 cái này không có mộc. Cái này dài 19 phần 5 ly. Số 7 110.000. Rồi, tiếp thêm cạo. Cái này 150 60. Số 8 130.000. Số 9. Cái này về về kẹp ad. Cái này không có thương hiệu. Cái này 10 nhân 10. Dạ 17 đó. 10 này, 10 này. Số 9 110.000. Số 10 cái này dài hơn. Cái này cũng không có thương hiệu nhé. Cái này 280 mm.
Số 10 130.000. Cái này của hàng top 150 60. À, 11 130.000. Mười hai kim mở chết. Cái này dài 15 phân, 12 190.000. Mười ba tổng chiều dài của nó là 23, lưỡi lưỡi dài 10 là 13 70.000. Mười bốn. Cái này lửa da 17. 17 18. 14 70.000. Mười lăm. Cái này lửa dài 10 10 cm, 15 80.000. 16. Cái này 20 lưỡi mà, lưỡi lưỡi trên này, lưỡi dưới này. Rồi, chiều dài nó 15. Lửa dài 15. 16 90.000. 90. Em có 3 cái cao. Cao rệ. Không có thương hiệu mọi người. Dài 24 phân. 17 50.000. 18. Rồi, giá 25 luôn. 18 50.000. 19. Giá 25 phân. 19 50.000. 50. Rồi em có cái xúc xem xúc đất này, cái này của bằng nhôm nhá, cái này của Canada này, tổng chiều dài của nó là 26, cái bảng này là 6 phân, ở giữa là 6 phân, cái lưỡi thì cỡ 13, rồi 20 180.000. Cái này bằng nhôm mọi người. Tiếp theo hai cái xẻng inox. Giá 29. Rồi 21 150.000. 22. Cũng dài 29 luôn.
22 150 nghìn. Hai ba. Rồi, cái này 50 mm. 23 120 nghìn. Hai tư kẹo các tốn. Cái này dài 25 cm. 24 190 nghìn. Làm cái dừa. Cái dài 26 cm. Cái này bạn vừa về lỗ mới. 25 230 nghìn. Chậu nó kéo căn. Cái này dài 23 cm. Hai sáu 650 nghìn. Hai bảy. Tổng chiều dài của nó là 16. 27 100 nghìn. Hai tám. Cái này là ALB BS 6508. Cái này hàng sưu tầm bên Nhật mọi người. Hàng này hàng lưu niệm. Hàng lưu niệm, xin lỗi. Giá 20, mọi người do ALBS là giá nó 28 250. Hai chín. Rồi cái giá đọc dậy 29 100 nghìn. Ba mươi. À, 10 100 nghìn. Ba một. Tổng chiều dài của nó là 15. 31 100 nghìn. Ba hai.
Cái này dài là 14,5 ly. 32 100.000. 33. Cái giá 21. 33 50.000. 34. 215. 34 50.000. 35. Trong này có Tài Phú Satalit mọi người. Cái này giá 27. Giá 27 cm. 35 70.000. 36 cái báo giá. Đây, hàng của nó đây. Đây, cái này còn mềm nhé. Dài 22. Rồi 36 100.000. Bye bye. Lựa cái này dài 20 20. Ba bảy 120.000. Ba tám. Cái này lửa dài 22. Tổng chiều dài là 37. Ba tám 230.000. Và chín cây dùa. Lưỡi dài 12 năm, tổng chiều dài là 24. Rồi, cái này không có thương hiệu. 39 100.000. 40. 40. Lưỡi dài 12 năm, tổng chiều dài là 23. 48.000. 41. Lưỡi dài 14. 41 60.000. 42. 42. Tổng chiều dài của nó là 32. Cái này chưa đấy. 42 120.000. Rồi.
Em vẽ được mấy cái kim cạp sẹo buồn bã. Cái này dài 17 năm. Bốn ba 390.000. Bốn bốn. Cái này dài 14 size bé. Rồi 44 350.000. 45. Cái này da 21. Bốn năm 450.000. Bốn sáu cái dao ghẹp. Cái này dài 13 cm. Bốn sáu 100.000. Bảy là cái vịt hơi. Cái này bị mất con cái bi trong mọi người. Mất cái bi nhỏ đó. Cái này mình thấy cái anh kia thay ghê lắm. Bốn bài 300.000. Một tạm mấy cửa. Lưỡi dài 16, tổng chiều dài là 31. 48 90.000. Bột chín. Cửa này khó xa lắm. Một lần xa là phải mở ra như này này. Bị thò sản xuất xa mà khó xa. Lưỡi dài 10. Tổng chiều dài là 16, 26. À, phải vặn vào mới bỏ vào được mọi người. Rồi, cái này của hàng này. À, 1990.000. 50. Cái này nó cắm đến đâu em có gõ nhẹ đến đâu đó. Lưỡi dài 8 phân rưỡi, tổng chiều dài là 22. Răng chưa mẻ đó. Rồi, 50 90.000. Cái này bé nhé. Năm một cùng một cây như kia luôn. Cái này của hàng Takagi.
Mà đây nha, bằng năm nay lưỡi nó dài 18, tổng chiều dài là 43. Cái này khó gái lắm. 51 110.000. Năm hai cửa này còn trong bọc. Lưỡi dài 12, tổng chiều dài là 16, 26. Năm 2 50.000. Năm 3 cưa con bói. Lưỡi này nó có răng rất lớn này. Cái này lưỡi dài 24. 21 cho mọi người, 21 lưỡi 21. Rồi kèm thêm một cái lưỡi nhé. 53 1 240.000. Năm tư cũng không gà. Cái này gai không được mọi người, nó tụt lên trên nữa. Lưỡi nó ra 17. Năm tư 170.000. Rồi qua mấy cái giấy nhé. Năm lăm giấy này. Giờ này có Hitachi chỉ. Giờ này dài 2m2, 3 loại. Dài 2m2 mọi người. Rồi, 55 30.000. Năm sáu. Giờ này 2m5. Giờ này của hàng Marvel. Giờ này 3 loại. 56 30.000. Năm bảy giấy này của hãng Marvel. Dài 3 mét. Mấy giấy này thì có cận hết mọi người. Đây có cận đây này. Giấy này 3 loại. Mọi người về để mà kéo băng lại. 57 30.000. Năm tám giờ này nguồn máy lớn này. Giờ này 3 loại. Dài 2m2. 58 30.000. Năm chín giấy này của hàng Ma vớ. 3 loại. Rồi 59 40.000 ra 2m5. Rồi video của em để đây kết thúc. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo.